này hơn 3.000 năm rồi. Nhưng chúng ta tính sơ lược về cái ngày đầu thế kỷ thứ 1 thôi. Đầu thế kỷ thứ nhất, người đầu tiên đặt chân trên đảo này là người Kim Thành. Người Kim Thành. Dạ. Sau đó đầu thế kỷ thứ 3, người dân tộc Chăm Pa là xuất hiện rồi chẳng. Khi người dân tộc Chăm Pa xuất hiện từ đầu thế kỷ thứ 3 cho đến cuối giữa thế kỷ thứ 18, lúc đó người Kinh mới ra đây. Khi người Kinh chúng ta ra tới Cù Lao Chàm thì người dân tộc Chăm Pa họ lại về đến tỉnh Khánh Hòa. Tức là ngay thời điểm bây giờ trên đảo này là còn người Kinh thôi, không còn người tộc Tỷ Số nữa. Để có một lượng nước tốt hàng ngày cho người dân tộc Chăm Pa dùng ngày xưa, chính tay người Chăm Pa làm cái này. Cái này độ sâu của nó chỉ có 50 mét, 50 rưỡi thôi. Bề ngang của nó 1-2 mét. Nhưng mà ngay thời điểm bây giờ tất cả các nhà khoa học Việt Nam ta chưa nghiên cứu được tại sao người dân tộc Chăm Pa ngày xưa làm cái gì nào, những đó không bao giờ cả hơn. Và khi hút khách lành một tiếng sau thế này lại khi người dân tộc Chăm Pa họ làm như này, họ đặt dưới lòng đá giếng bốn chân gỗ rất là lớn mà tạo thành hình vuông trong quả hình tròn theo cái giếng này. Và theo sự tín ngưỡng của dân tộc Chăm Pa ngày xưa gọi là trời tròn đất vuông âm dương, và nó tồn tại cuộc sống đến ngày mai. Điều thứ hai của bốn chân gỗ này nằm đỡ được độ lớn khi người dân tộc Chăm Pa xếp thành bàn tay. Và điều thứ ba là bốn chân gỗ này nó chiên hút những cái cạn bã đi, đưa ra một cái lượng nước tốt cho người dân tộc Chăm Pa dùng ngày xưa. Ngày xưa người dân tộc Chăm Pa họ làm giếng và không có cái thành giếng này vậy nhé. Ngang cái mặt trăng mà đứng trở xuống đất 55 mét. Khi người dân tộc Chăm Pa họ lấy nước sông, họ lấy cái nắp, họ đại lại về nhà tay nuôi sống, nhưng mà sống gần đây. Rồi cho đến giữa cuối thế kỷ thứ 18, khi người Kinh chúng ta ra đây thì người dân tộc Chăm Pa họ lui về hết đến tục cái nội. Mà người dân tộc Chăm Pa, người Kinh chúng ta có sống ba điều kiện ở đây. Một là có sống gần nhau, hai là gần chợ, và ba là gần giếng nước cho nó tiện. Cho nên người Kinh ta đợi con cháu đi chơi nó rơi xuống cái dòng lòng như này. Cho nên đầu thế kỷ thứ 19, người Kinh xem cái thằng giếng. Cái thằng giếng là đứng xuống dưới. Thằng giếng này không bao giờ hết đó. Thằng giếng là mỗi cái thằng giếng là mỗi cái thằng giếng. Cái này xin lên cho tôi con. Nhưng này ngay từ giờ cục khu dân cư ở đây đang dùng nước bình thường, lấy nước đang một trong một nước rất là nông, rất là sạch và rất là mát. Ở Cù Lao Chàm gọi là cây thuốc chung quê là thị xã, cũng cần không có điện hai mấy không chỉ là đi từ đó và có nước ngọt không có nhận thêm mắt. Nhưng này có biệt danh cô nào trồng gắt trồng không quê cũng vào ba ngực trồng mê lại liền. Thì nếu anh chúc cái bà xuất thân